Xin chào mừng toàn thể bà con đã trở lại kênh của Long Quyên Thành Nhà Nhỏ, địa chỉ cửa hàng xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Vâng, bắt nạp cân mua và đặt hàng thì liên hệ trực tiếp đến ai số điện thoại có Zalo 0388 039 136 0973 164668 để các bác đặt hàng. Vâng, tiếp tục hôm nay ngày 29 tháng 10 lại đến một lô máy siêu phẩm nhạn. Tối hôm nay lô máy ngày hôm nay không có một con nào xấu hết các bạn thấy ạ. Đến từ rất nhiều thương hiệu như Maruyama, Ryobi, Shinawa, Mitsubishi, hôm nay không có một điểm chè và cuối cùng là một con Honda G25. Phân khúc hôm nay không nhỏ lắm đâu ạ, từ 23cc trở lên nha. Những cái dòng máy 20, 21, 22cc bên Long Quyên Thành không đang không phải là không có nha. Với những bác nào thích một những dòng máy rẻ tiền hơn nữa, nhẹ nhàng hơn nữa, các bạn có thể liên hệ trực tiếp đến hai số điện thoại có Zalo để đặt hàng. Còn ở cái giấc này đa phải đăng từ 23cc trở lên nha các bác. Vâng, điểm nhấn của lô máy ngày hôm nay đó là một trong con mới nhất từ trước tới giờ bên Long Quyên Thành nha. Mitsubishi TL261 phiên bản trục giật trợ lực lè tay đỏ như các bác thấy đấy ạ. Từ cái bình xăng riêng của nó này, bình xăng riêng nha, trắng tinh thì định bước bật như em vừa nói đấy ạ. Từ trước đến giờ bên Long Quyên Thành chưa gặp con nào mà nó mới như thế này ạ. Con này hình như là bên Nhật họ mới được gọi là ngửi xăng thôi các bạn, ngửi xăng trong vứt xài Việt Nam bán đấy ạ. Và cũng có một con máy lớn Mitsubishi TL33. Với những thương hiệu TL33 này, xin lỗi các bác em không chốt con tương tự nha, tại vì nó không có nhiều. Hầu như giấc này thì cũng tương đối là có, em vừa nhập thêm được mười mấy con TL33 đấy ạ. Hầu như video nào cũng có một con để phục vụ các bác thôi ạ. Vâng, và bây giờ sẽ review chi tiết từng con một để các bác dễ dàng lựa chọn. Trước khi review sẽ hướng dẫn cách sử dụng ạ. Vâng, tất cả những con máy bình xăng dưới nó của tối ngày hôm nay, các bác bắt đầu khởi động, các bác buộc phải nhấn nút bơm xăng phụ này nha. Nhấn nút bơm xăng. Rồi, ông này sẽ ông con này nhà em sẽ review cho các bác. Bơm xăng xong rồi phải đóng cái le lên. Đó. Đúng rồi, thả xuống để nó đóng. Rồi, đóng lên. Mạnh lên. Khi nó đổ thả xuống. Đó là nút sáng ra. Hết xăng con ông ai không sử dụng thì mình làm đúng cái thao tác như vậy. Còn khi mà nó nổ như bây giờ này, các bác không cần phải bơm xăng nữa, không cần phải đóng nghe nữa, giật nhẹ cái nó nổ thôi ạ. Ấn vào một tí giữ nguyên thì nó mới tắt, con nhớ chưa? Vâng, đồ chưa S ngày 29 tháng 10 khi các bác chốt đơn các bạn lại nhớ giúp em cái mã ạ. Thích cái mã S1, S2, S3, S4 thì các bác phải biết được ở đó là con S mấy. Ví dụ thích S1 đây chẳng hạn, các bác nhắn tin chốt S1, nhắn địa chỉ, số điện thoại người nhận ra xong. Hình thức rất đơn giản, các bác không cần phải cọc chẹc gì hết. Rồi đến khi nhận và ra tiền cho nhân viên giao hàng, các bác được bóc ra, kiểm tra, test lỗ. Ok, ngon này thì mới giao tiền cho nhân viên giao hàng cơ. Vâng, và S1 ngày hôm nay em bán chỉ cho các bác 1.350.000 đồng. Các bác đã sở hữu một con hàng hệ đến từ thương hiệu Maruyama, tương đối là xuất sắc như các bác thấy đấy ạ. Và với tất cả những thương hiệu Maruyama nói chung, nước máy đều có dập nổi, Made in Japan dập nổi nha. Made in Japan dập nổi ở lốc máy. Vâng, một con 23cc lòng 32 ly với phiên bản chế ga ngang qua một đồ chế một kim, bố tung rơi tung nhô bố côn 260. Các bác thấy đấy ạ, từng con ốc nó còn đang sáng này. Tay ga giữ, đầu bò chắn cỏ lên cho các bác. Vâng, S1 1.350.000 đồng, giá đã bao gồm phí ship đến tận nhà cho các bác và làm món phụ kiện kèm theo ạ. Vâng, sang tới con S2 giới thiệu cho các bác. Nhỏ cái này chú nhờ cái này tí này. Vâng, với sang con S2 này với cũng đến từ thương hiệu Maruyama nhưng mà công suất nhỉnh hơn con số S1 một chút xíu nha, chỉ có 1.550.000 đồng thôi các bác ạ. Các bác cũng đã sở hữu một con hàng nghệ đến từ thương hiệu Maruyama cũng tương đối là xuất sắc như các bác thấy đấy ạ. Với phiên bản này thì cũng có sử dụng bộ giật có trợ lực này, trục giật có trợ lực, chế ga ngang qua một đồ chế một kim, bố tôm liền, tay ga giữ, đầu bò lên cho các bác. Và cái túi tiền ở bên đâu có thể định giấc này em sẽ nói chung là giảm nhẹ nhẹ so với mọi khi cho các bác một chút xíu nha, chỉ có 1.550.000 đồng thôi các bác ạ. S2 chỉ 1.550.000 đồng cho thương hiệu Maruyama. Phân khúc 26cc lòng 34 ly, có trợ lực cho các bác ạ.
Vâng, S2 chỉ một chiều 550 ngàn đồng. Giá đã bao gồm phí ship đến tận nhà cho các bác và làm món phụ kiện kèm theo ạ. S3 vẫn đến từ thương hiệu Marujang Ma. Marujang Ma hay là Mitsubishi hay là tất cả những cái thương hiệu máy Nhật Bản này ạ. Nó có rất nhiều phiên bản nha. Đây là một trong những con phân khúc 26 chiếc xe lòng 34 lít đến từ thương hiệu Marujang Ma. Là một trong những phiên bản cao cấp nhất nha. Cao cấp có những gì ạ? Chúng ta có trợ lực đây. Chế ga ngang qua một đồ hai kim chỉ, một đồng chế xịn sò nhất, đắt tiền nhất. Bố tung rơi tung nhôm. Trật tự để bố review. Bố tung rơi tung nhôm bố côn 260, tay ga giữ công tác luôn cho tay. Đâu có chắn gò riêng cho các bác. Đó một phiên bản cao cấp đến từ thương hiệu Marujang Ma. Chúng ta trợ lực có, chế ga ngang qua một đồ hai kim có và cũng chỉ có giá 1.850.000 đồng thôi ạ. S3 1.850.000 đồng cho thương hiệu Marujang Ma. Một khúc 26 chiếc xe lòng 34 ly. Với con S3 này, với con S2 này, tuy cùng một cái thương hiệu, tuy tem mác nó đều ghi là 26 chiếc xe ạ. Nhưng mà cái con công suất S3 này nó sẽ nhỉnh hơn S2 một chút xíu, tại vì nó sử dụng xăng lớn như các bác. Chúng giật trợ lực cực kỳ nhẹ nhàng luôn và giá chỉ 1.850.000 đồng ạ. Vâng, em xin tiết lộ con số S3 ngày hôm nay ạ. Rất đỗ. Có giật được không? Rất rất. Giật đang gửi thế nào? Giật ra. Ui giời. Rồi, rồi tắt đi cho giật lại phát nữa. Rồi ok. Ok, rồi ok ạ. Đấy, học dốt sau này chỉ sửa máy thôi, nhớ chưa? Không. Không à? Vâng, cháu hôm nay có 4 tuổi thôi nhưng mà cháu vẫn đột nổ khi mà nó nổ rồi ạ. Những cái dòng máy 2 thì nó dễ nổ vậy đấy ạ. Mà nhất là những con có trợ lực như con số S3 hôm nay 1.850.000 đồng ạ. Vâng, vừa túi tiền, các bác thích một cho những phân khúc cỡ trung bình 26 chiếc xe lòng 34 ly phát cước nha, sử dụng cho một đi công việc gia đình. Chọn S4 ngày hôm nay. Hôm qua cũng có một con cũng có rất nhiều bác hỏi đấy ạ. À. Hôm nay vẫn vậy ạ, à. Đẹp như thế vậy, xuất sắc như vậy cũng chỉ có 1.350.000 đồng. S4, các bác sở hữu một con máy đến từ thương hiệu Ryobi. Ryobi chỉ là nhà phân phối máy thôi nha. Đây là một con Zenquad Komatsu đời mới do tập đoàn Ryobi phân phối. Tình trạng zin nguyên bản 100% cho các bác. EKK 2620 thì nó sẽ là 26 cc lòng 34 ly. Với phiên bản này cũng có trợ lực cho các bác này. Chúng ta có trợ lực chế, nó sử dụng chế như dòng chế cưa các bác ạ. Đó, cũng có kim chỉnh xăng, kim chỉnh gió, bố tung liền. Với cái tay ga này thì lần nào em đến máy nó có nó em cũng phải review kỹ chỉ cho các bác để dễ dàng lựa chọn nha. Các bác nhìn như thế này không phải là tay ga bóp đâu nha. Nó chỉ là cái giữ khoảng tay ga giữ thôi ạ. Đó, khi các bác muốn ga thì các bác bóp vào đây. Đó, ga đây này. Ga nó ở trên này. Đó, các bác bóp ga. Đó, nó vừa nhạy nữa ạ, à. Khi nào mỏi tay không ga nữa ạ, à. Thả tay tự khắc hai cái nó bật về nha. Đâu vào chắn cỏ đi nguyên bản đấy cho các bác. Vâng, giá của em nó chỉ 1.350.000 đồng. S4 cho thương hiệu Ryobi 26 chiếc xe lòng 34 ly ạ. Con này đóng nghe như vậy các bác nha. Đó, vừa rồi nó vừa súng xăng này. Bắt đầu khởi động nha, các bác phải bơm xăng ở đây. Con này thì nó khác nghe một chút nha. Rồi, gạt cái này lên, khi nào nổ gạt nó xuống. Rồi, rất nổ. Vâng, S4 chỉ 1.350.000 đồng ạ, như em vừa review đó. Dành cho những bà nào thích cái túi tiền phải chăng này. Phân khúc cỡ trung bình thôi, 26 chiếc xe lòng 34 ly.
phát cước sử dụng cho mục đích công việc gia đình nha. Chọn S4 là đúng bài rồi đấy ạ. Vâng, S5 là một con hàng nghề đến từ thương hiệu Sinagua nha. Sinagua để mà anh em thợ vào phán đoán ạ. Những cái dòng Sinagua shop hoặc là Sinagua 3 số này nó còn bền hơn cả những thương hiệu Mitsubishi đời TL hoặc là Zenwatt Komatsu cơ ạ. Nhưng mà ngược lại, cái Sinagua nếu mà để mà xét trên thị trường ấy ạ thì nó không chuộng bằng những thương hiệu Mitsubishi đời TL hoặc là với những thương hiệu Zenwatt Komatsu khu vực Tây Nguyên hay sử dụng ạ. Tại vì cái tên thương hiệu của Sinagua thì các bác nha. Còn nếu mà để một con 250 lòng 33 ly này, 25cc lòng 33 ly này, nó còn mạnh hơn một con TL26 đấy các bác ạ. Vâng, S5 hôm nay em bán 1.800.000 đồng. Các bác sử dụng một con hàng nghề đến từ thương hiệu Sinagua, tương đối là xuất sắc, rin nguyên bản 100% cho các bác. Sinagua 250, 25cc lòng 33 ly, với phiên bản trục giật trợ lực cót lớn nha. Các bác có thể thấy ạ, nó ông to này, trục giật cót lớn cực kỳ nhẹ luôn. Với cái con này thì lúc nãy ông còn con nhé, ông 4 tuổi, ông giật nổ được đấy ạ. Gọi đây giật nổ thế nào. Chế ga ngang Guamoro chế một kim nha. Dòng chế Guamoro chế một kim, bố tum liên, tay ga giữ, đầu bò chắn cỏ lên nguyên bản cho các bác. Vâng, S5 ngày hôm nay chỉ 1.800.000 đồng thôi ạ. 1.800.000 đồng S5 cho thương hiệu Sinagua 250, 25cc lòng 33 liền ạ. Vâng, xin tiết lộ con số S5 ngày hôm nay ạ. Có tiết lộ không? Có giật nổ không? Ông đi học ngày nào cũng về cũng phải làm phiền tí các bác ạ. Rồi bỏ con sữa đây, tôi đi hành cặp đi. Giật nổ được không? Thử gái ra nào, uống hộp sữa xem giật có đổ không nào. Rồi ok. Rồi làm phát nữa. Cháu có 4 tuổi, giật nổ máy phân cỏ nha các bác. Vâng, S5 1.800.000 đồng. Giá đã bao gồm ship đến tận nhà cho các bác và làm món hộp kiểm kèm theo ạ. Vâng, cái dàn Mitsubishi TL này cực kỳ đẹp luôn nha. TL23 nâng cấp lên một tí nữa là TL231. TL26 S8 lần cấp tí nữa Mitsubishi TL261 nha. Máy lớn TL các bạn đều sử dụng bố tum rời hết. Với những con 23, 231, 26, 261 thì nó sử dụng bố tum rời, bố tum 260. Còn với những con máy lớn từ 33cc trở lên nè, nó sử dụng bố tum lớn, bố tum 3310 nha. Tùy theo mục đích công việc, tùy theo túi tiền của các bác nữa, các bác có thể lựa chọn cho mình những con ưng ý nhất. Với con S6 ngày hôm nay em bán cho các bác chỉ 1.700.000 đồng. Các bác đã sử dụng một con hàng hệ đến từ thương hiệu Mitsubishi. Như các bác thấy đấy ạ, không có điểm chê đâu ạ, cực kỳ đẹp luôn. Với những phiên bản Mitsubishi DTL đẹp như con S6, S7, S8 và đặc biệt là con S9 đấy này, là một trong những con xuất sắc nhất tại lực của thời điểm này ạ. Mitsubishi DTL23 thì nó sẽ là 23cc lòng 31 ly với phiên bản chế ga ngang Guamoro, hai kim chính, bố tum rơi, bố tum 260, tay ga giữ, công tác luôn cho tay, đầu bo chắn cỏ riêng cho các bác, đầu bo ngâm chống uốn cỏ như các bác thấy đấy ạ, cực kỳ đẹp luôn. Và chỉ có giá 1.700.000 đồng S6 ngày hôm nay nha. Vâng, xin tiếp tục con số S6 ngày hôm nay ạ. S6 chỉ 1.700.000 đồng. Và các bác thích nâng cấp lên một chút, thích những con trợ lực thì các bác có thể chọn những con S7 nha. S7 là phiên bản nâng cấp của con S6 Mitsubishi TL231, 23cc lòng 31 ly với phiên bản trục giật trợ lực chế led đỏ hai kim trình. Và đây cũng là một trong những phiên bản phân khúc 23cc lòng 32 ly đắt tiền nhất, xịn sò nhất so với Mitsubishi hoặc so với tất cả những cái thiệu khác đấy ạ. Nó có những cái gì ạ? Bố tum rơi, tum nhôm, bố côn 260, tay ga giữ, đầu vo chắn gò đi nguyên bản hết. Với những cái dòng đèn đỏ tự động như con số S7 và siêu phẩm con số S9 ngày hôm nay này,
bắt đầu khởi động, bơm xăng, đóng đe. Khi nó nổ ga lên nhá, tự khắc cái đèn đỏ nó bật lại, các bác không cần phải dùng tay bật đi bật lại như vậy đâu ạ. Đó, vậy những dân thợ chúng em gọi là dòng đèn đỏ tự động. Vâng, xin tiết lộ con số F7 ngày hôm nay giá 1.850.000 đồng. Vâng, S7 1.850.000 đồng, giá đã bao gồm phí ship và là món phụ kiện kèm theo ạ. Mitsubishi hôm nay đúng là một toàn siêu phẩm như các bác. Đó, như các bác thấy ạ, một con TL26 này. Hết nước chấm luôn các bác ạ. Không có một điểm gì chết, rin nguyên bản 100% cho các bác. Mitsubishi TL26 26 chế lỏng 33 đi. Với phiên bản chế ga ngang qua model 2 chương trình, các bác có thể nhìn những con ốc chế của nó đây. Đó, còn vàng ươm nha. Chắc chắn rồi, với tất cả những thương hiệu Mitsubishi từ con số 6, số 7, số 8, số 9, số 10, lốc máy đều có dập nồi, made in Japan, dập nồi để các bác phân biệt ở đâu là hàng thật, đâu là hàng giả nha các bác. Với phiên bản bố tum rơi, tum nhôm bukon 260, tay ga giữ công tác luôn nha tay. Đầu bò đi, đầu bò ngược chống cuốn cỏ cho các bác. Vâng, với con S8 ngày hôm nay sẽ là 2.300.000 đồng ạ. S8 2.300.000 đồng cho một siêu phẩm đến từ thương hiệu Mitsubishi. TL26 26 chiếc xe lòng 33 ly ạ. Cháu giật thử hơi cho các bác nghe ạ. Con này hơi hám cực kỳ chắc luôn các bác ạ. Rồi đó, một đó, hơi nó chuẩn, điện nó chuẩn. Một vòng tua cũng nó cũng nổ đấy các bác ạ. Vâng, S8 2.300.000 đồng ạ. Vâng, S9 một siêu phẩm. Chào giấu gì các bác, một năm thì em bán nếu mà để riêng những cái thương hiệu Mitsubishi đời TL không ạ, chắc cũng phải ngót nhét tầm 2.000 cây một năm nha. Nhưng mà hầu như trong vòng mấy năm trời đây ạ, đây là một trong những con xuất sắc nhất từ trước tới giờ bên ông Thị Định với phiên bản Mitsubishi TL261 26 sẽ xây lòng 33 đi ạ. Đó, một phiên bản này mà hôm nay em phiết đến 2.800.000 đồng thì các bác phải biết cỡ nào đây ạ. Nói thật với các bác không phải kiếm máy nó đẹp đâu ạ, các bác kiếm mỗi cái bình xăng green mà nó trắng như thế vậy ạ. Đây là bình xăng green đấy các bác ạ. Đó, em cam đoan các bác, đây là bình xăng green nhá, chứ không phải bình xăng mới đâu ạ. Nó green nguyên bản 100%. Tại vì lý do cái con này này, nó vần gần, nếu mà để mà nó về nó đầy đủ hết nha, từ cái dây đeo của nó này. Đó, các bác kiếm một cái dây đeo mới mà nó giống về hồi em kìa, dây đeo rin của Nhật ạ. Cái máy này nó còn com nề rin nguyên bản hết từ A tới Z. Và với những phiên bản Mitsubishi TL261 phiên bản trục giật trợ lực chế đèn tay đỏ này, nó là một trò những phiên bản đắt tiền nhất, xịn sò nhất so với Mitsubishi hoặc so với tất cả các thương hiệu khác nha. Đó, các kênh khác ạ, cái con bình thường thôi ạ, không phải con mới trên 95%, chắc con này phải 97-98% chứ không phải 95% này các bác ạ. Từ cái luxury như các bác, đây luxury của nó đây ạ. Đó, nó đỏ au đỏ nhắc như vậy này, cực kỳ hiếm luôn ạ. Không, chưa thiếu, chưa mất một cái chi tiết gì ạ. Đó, có duy nhất ngoại trừ một cái dây xăng nha, hai cái dây này vẫn còn là dây rin này, một cái dây này vẫn là dây mới nha. À, còn toàn bộ bao cho các bác từ một con ốc rồi thì nó rin nguyên bản hết ạ. Với phiên bản này thì chắc chắn rồi, đang sử dụng bố tum rơi, tum nhôm bố côn 260, tay ga giữ hộp cho các bác. Và cái bộ cần này của nó các bác ạ, nó là một cần đặc biệt nha, nó có thể chỉnh góc cạnh ở ngay cái này này. Đó, em giới thiệu sơ sơ về cái bộ cần này tí nha. Rồi soi cái ốc từ bộ cần kìa. Đó, từ con ốc của nó này, còn vàng nguyên hết các bác này, còn nguyên cái dao nha. Cái con dao này thì các bác nào thích thì nếu mà không thích thì em vẫn gửi
Nguyên cái bộ phụ kiện của nó là dao dài, bát phát cước, dây đeo tiếp mở buji và mở đầu dao. Tại vì mặc định của những cái bộ phụ kiện nó không có dao tròn đâu ạ. Dao tròn nó tùy từ địa phương phát. Đó, bác nào thích thì em để lại. Còn bác nào không thích thì không lấy dao tròn ấy, thì vẫn lấy dao dài được nha. Đó, em xin nhắc lại cái mục cần này một chút ạ. Đó, mục cần này này, các bác có thể chỉnh góc cạnh được nha. Khi các bác muốn điều chỉnh góc cạnh của nó ạ, các bác xoáy cái này vào, xoáy ra xoáy vào này đấy nha. Để các bác nhìn này. Đó, từ khắc nó cụp xuống này. Đó, giúp vừa cụp xuống hết cơ đi, cụp xuống hết cơ đi. À, nó cứ xoáy vậy này. Đó, nó cụp xuống hết cơ như vậy này. Đó. Ở đây nó có một cái nhúng này nha các bác. Rồi, cho lên. Đó, với những cái sản phẩm này này, các bác có thể về sưu tầm được. Nhất là cái con này này, nó cực kỳ mới các bác ạ. Đó, còn các bác thích máy nhá, không thích cái bộ cần như thế này ạ. Chắc chắn rồi, với cái mức giá này thì em sẽ phải chọn cho các bác một trong những con tum 4, tum 260 đẹp nhất để em ráp vào để cho nó xứng đáng với một con máy quá xịn sò này nhá. Như em vừa nói đấy ạ, từ trước đến giờ chưa thấy một con nào nó đẹp mà nó mới như con này được các bác ạ. Có bình sơn rin rất đẹp. Dây đeo rin ngoại con này nhá, chỉ có con này có dây đeo rin thôi, còn mặc định thì theo một con máy là hoàn toàn phụ kiện là mới nhá. Còn con này nó rin nguyên bản à, từ cái lưỡi dao đó các bác này, ngoài cái lưỡi dao cho các bác này, cái me của nó này nó còn sắc nguyên này. Đó, các bác thấy đấy ạ. Còn chắc chắn là chỗ này bằng sắt thì mưa gió nó vào thì nó phải rỉ đi, trà phát là nó bóng ngay ạ. Còn đây em đang nói cái nước me của nó này, nó còn sắc nguyên nha. Ở tóm lại là cái con này bên Nhật đấy ạ, chắc nó mới ngửi xăng thì các bác ạ. Đó, các bác lưu ý nha, để y vậy, để về làm sưu tầm thì không cần phải nói gì hết. Còn thích máy rồi mà không thích những bộ cần như thế vậy ạ, các bác có thể để cần lại để sẽ lắp bộ cần xịn sò nhất, đẹp nhất như những con TR26 hoặc là 231 đi kia vào để nó cân xứng với một con máy nha. Và cái cần ti này, khi mà nó sử dụng như vậy, nó là một bộ cần ti mềm nha. Trong này ti mềm chứ không phải ti cứng đâu. Đó, các bác lưu ý nha. Còn để như thế vậy, những con hàng độc quyền như thế vậy, để về sưu tầm, vừa pháp thì sưu tầm ạ. Cứ để y như vậy, theo em cứ để y như vậy để sưu tầm đi ạ. Vâng, S9 ngày hôm nay viết đắt các bác, chém đắt các bác 2.800.000 đồng ạ. S9, 2.800.000 đồng cho một siêu phẩm từ trước giờ với gói bên ông Thầy Dinh. Mitsubishi TL261, 26cc lòng 33 ly ạ. Khi các bác ráp dao vào nha, như em vừa nói đấy ạ, nó là ti mềm mà phát bằng dao ấy, thì nó có độ eo như vậy một chút. Đó, nó dành cho những cái ti mềm này, dành cho bác nào thích phát cước ấy ạ. Đó, bây giờ em sẽ tháo con dao ra để cho thợ nó tháo con dao ra. Đó, để các bác nghe lại cái tiếng máy, cái độ tốc độ máy, tốc độ tua máy của nó nha. Thôi, tắt cổ này lần nữa. Chưa tới 3 bình xăng luôn đấy ạ. Mới ngửi xăng này, vứt xăng Việt Nam này ạ. Bình xăng tin của nó đấy, có thể đấy. Cực kỳ đẹp luôn. Một siêu phẩm S9 ngày hôm nay 2.800.000 đồng cho thương hiệu Mitsubishi TL261 26cc lòng 33 ly phiên bản trục giật trợ lực chế le tay đỏ ạ. Vâng, một con máy lớn. Hầu như bữa này ạ, một video em chỉ đăng một con máy lớn với những thương hiệu Mitsubishi TL33. Nó cũng là một trong những thương hiệu đầu bảng nha. Đó là một trong những phiên bản 33cc lòng 36 ly đắt tiền nhất, xịn sò nhất so với Mitsubishi hoặc so với tất cả những thương hiệu khác này ạ. Với tình trạng của em nói thì bây giờ rin nguyên con này ạ, thì rin nguyên bản 100% nha các bác ạ. Với những thương hiệu mặt hàng nghề như con máy lớn để mà đẹp như những con này cũng là một trong những con xuất sắc nhất, đẹp nhất tại Đông Cơ Thế Giới rồi. Rin nguyên bản cho các bác, sử dụng chế hệ ga ngang qua một đồ 2 kim trình, lốc máy dập nổi, made in Japan dập nổi nha. Bộ cần của nó máy lớn thì đi với bộ cần lớn nha, bố tum 30, tum lớn, côn lớn. Và đặc biệt hơn nữa, với bác nào thích một trong những con máy công suất cỡ lớn
mà ráp cái đầu sới vào ấy. Nhà có mấy cái miếng vườn nhỏ ấy à, mua cái đầu sới rồi ráp vào này thì ít nhất là phải chọn cái máy lớn ạ. Thứ hai là chọn những cái bộ cần thông dụng nha. Với những dòng máy Nhật bãi ạ, ít khi có con nào mà ti chín khía, những cái dòng ti thông dụng như con này nha. Con này cần ống cần của nó là phi 28 ti chín khía, tay cả giữ. Đâu bao rin cho các bác? Có mỗi cái chắn gò là mới thôi ạ. Còn bao cho các bác rin nguyên bản. Vâng, S10 ngày hôm nay giá 3.750.000 đồng ạ. S10 3.750.000 đồng cho thương hiệu Mitsubishi TL33. Phân khúc 33 cc lòng 36 ly ạ. Các bác thử vừa nghe uy lực của một con máy lớn phân khúc 33 dê lòng 36 ly đến từ thương hiệu Mitsubishi nha. Và S10 có giá 3.750.000 đồng ạ. Vâng, ngày nào cũng cái lô máy ngày hôm nay toàn bộ là siêu phẩm hết nha. Siêu phẩm, đứng cạnh siêu phẩm. Con cuối cùng lại là một con Honda GX25, một trong những con 4 thì duy nhất trong lô buổi tối ngày hôm nay nha. Xăng trắng đầu đây, nhớt đầu đây, bao cho các bác zin nguyên bản 100% và độ đẹp của nó như các bác thấy đấy ạ. Không có một điểm gì chê đâu ạ. Quá xuất sắc luôn ạ. Và với tất cả những thương hiệu Honda, những dòng 4 thì mặt hàng chính hãng, nóc máy đều có dập nổi, Honda GX25 dập nổi. Con này cũng đang sử dụng bố tum rơi, tum nhôm bồ côn 260. Tay ga bóp hệ xịn sò cho các bác, tay ga bóp nhỏ ạ. Đâu bao chắn cỏ zin nguyên bản hết, đâu bao ngược chống cuốn cỏ. Vâng, con S11 ngày hôm nay em bán 2.750.000 đồng. Và với những thương hiệu Honda, một trong những dòng mặt hàng hệ, những cái dòng phát chuyên nghiệp để mà đẹp như con này, cũng là một trong những con xuất sắc nhất tại động cơ thành định như đây ạ. Cũng được gọi là một siêu phẩm rồi các bác ạ. Vâng, S11 2.750.000 đồng ạ. Đó, các bác thể nghe tiếng máy của nó nhá, cực kỳ êm luôn, êm như tiếng chó thở vậy. Vâng, một con 4 thì duy nhất trong lô buổi tối ngày hôm nay, giá 2.750.000 đồng ạ. Vâng, em vừa báo giá cho một con một lô máy siêu hàng hệ nha, cho dù nó ở phân khúc nào, cho dù nó ở những cái thương hiệu nào đi chăng nữa, thì tất cả những cái mặt hàng em báo ở trên video này, đó là một trong những dòng phát chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp ý em muốn nói ở đây là ngày phát 7-8 tiếng hết, với những phiên bản này nó có thể chịu nhiệt được cho các bác nha. Và với tất cả những con máy trong lô này, trừ những con TL33 này, còn là những con siêu phẩm TL261 trợ lực dây đỏ này thì chắc chắn là không có đâu. Những phiên bản này nó ít lắm, thì em không chúc con tương tự nha. Các bác thích săn những thương hiệu này thì các bác bấm nút đăng ký kênh để chờ những video tiếp theo. Còn hoàn toàn những con Honda GX25 này, TL26, 23, 231 hay là một số những cái phiên bản Maru hay là Sinagua này, các bác thích chốt những con tương tự khi chốt hụt đi ạ. Các bác cứ liên hệ trực tiếp hai số điện thoại qua Zalo để yêu cầu những con tương tự khi mình chốt hụt nha các bác. Và khi các bác chốt đơn, các bác nhớ liên hệ trực tiếp đến hai số điện thoại qua Zalo 0388 039 136 hoặc 0973 164 668 để đặt hàng ạ. Vâng, em xin kết thúc video tại đây. Xin chào toàn thể bà con. Cảm ơn bà con đã theo dõi video ạ.